Cảm ơn bác ta nhá. Nào, đây tôi đỡ. Không cần bạn ơi. Có được không đấy? Ui dồi, phải chưa? Quân cứ đi về đi nhá, để chị lo đi, được đi, rồi. Đi, đi, đi. Hả? Vào làm cái ly. Vào, vào, vào tôi uống tiếp. Thôi, uống cái gì nữa? Nãy đã uống cái đâu? Nãy mỗi đây. Tôi uống, cả hai chả uống nữa. Biết thôi. Thôi, đi thôi, luôn. Mẹ đang ngủ. Đi về, đi về, đi về, về ngủ ngủ. Quân đi về đi. Đi vào nhà đi ngủ. Đi. Đi, đi. Đi đùa bạn bỏ tôi à bạn ơi? Mẹ ngủ thôi, mẹ ngủ rồi. Đi. Mẹ mà. Ông ngủ phòng tôi. Có gì thì gọi em nhá. Ừ. Thằng mày bỏ tao nhá. Ôi trời ơi. Nào, cẩn thận nào. Không say. Bài âm mà. Say như thế còn không say. Về rồi đấy à? Uống cái gì mẹ biết rồi. Mẹ ạ. Con uống say đấy à? Không say, không say, không say, không say. Để xem nào. Đâu, say đâu. Sao uống nhiều thế? Không, nhưng mà có say đâu, có say đâu. Đi với em mà để em uống nhiều thế. Con đưa em lên nhà đi nhá. Xong nhớ lấy cái khăn ấm và lau chân lau tay cho em. Rồi mẹ lên mẹ lo cho. Con không cần. Sao thế? Sao? Nào con, nào. Con không say đâu. Ừ, lên gác đi. Con không say không. Mẹ pha nước chanh mẹ mang lên cho. Không say, không phải lo, đừng lo con nữa, lo đủ rồi. Nào Đức Anh. Em có say đâu. Ừ, thế không say thì lên gác ngủ đi. Con không say. Ừ, ừ, rồi, con lên đi. Nào, lên trên đấy nghỉ đi. Rồi, lên ngủ đi. Mẹ pha nước chanh mẹ mang lên sao? Mẹ, con đã bảo con không cần. Con sao thế? À. Lên đi, để mẹ đi. Mà. Đức Anh nhà em, Đức Anh sinh đầu tháng á. Nó sống ổn, nó sống ok. Nó lớn rồi mẹ không phải lo nữa. Không phải lo cho con nữa. Không. Mẹ đi ngủ đi nhá. Không phải lo, không phải lo. Mẹ đi ngủ đi, mẹ đi ngủ đi. À, cho, 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 cho. Mẹ nhìn thấy chai rượu đây, để chị cầm tí chị mang lên cho. Em lên trước đi nhé, tí hai cho em uống tiếp. Tí lên. Còn có biết chuyện của em không? Con biết. Sao sáng nó vẫn ổn mà bây giờ nó uống say thế nhỉ? Mẹ có muốn biết không? Hả? Mẹ mà muốn biết thì phải uống với con. Tại vì con phải uống vào con mới nói được. Ơ, sao lại ngồi ở đấy hả con? Ngồi ở đây mới thích mẹ ạ. Úi dồi. Ấy, bia sướng chưa? Này, cầm lấy, để mẹ lấy cái gì trải ra ngồi. Thôi, mẹ ơi. Mẹ cứ ngồi đây. Không việc gì phải trải cái gì cả nhá. Thi thoảng mình phải thiên nhiên. Mẹ ngồi đây, uống đi con. Rồi, vô mẹ. Mẹ khổ tâm quá. Mẹ có hai đứa con, vừa đẹp đẽ, vừa tài giỏi. Mà sao lại không may mắn thế nhỉ? Cả hai chị em cùng lỡ giờ. Mẹ cứ nghĩ mãi mà không hiểu tại sao. Hay là vấn đề ở mẹ? Mẹ nghĩ thế là đúng rồi đấy. À. Cái gì? Thôi, thôi. Nói chung là phần con ấy thì không cần nói đến nữa. 100% là lỗi do con mù mắt rồi. Nhưng mà chuyện thằng Đức Anh bỏ vợ thì con nói thật. Mẹ không thoát nổi trách nhiệm này đâu. Cái lỗi của mẹ không phải là từng này nhá. Không phải 100% thì nó cũng phải già nửa. Còn có ở nhà đâu mà con biết.
Mẹ chiều chuộng vợ chồng nó từng ly từng tí một. Mẹ coi cái Hân không khác gì con gái cả. No, no, no. Con nói thật, con ấy là con không ưng với tất cả những bà mẹ chồng nào mà nói là coi con dâu như là con gái nhá. Nhưng mà mẹ đừng có mà sao đấy. Con rảnh đấy. Ăn nói với mẹ thế đấy à? Thì mẹ thấy con nói đúng quá. Mẹ đánh con. Mẹ mà coi cái Hân như là con ấy thì mẹ đã không hành nó rồi. Thằng Đức Anh là con mẹ chứ nó có phải con cái Hân đâu mà mẹ cứ bắt nó chăm. Thế lấy vợ về làm gì? Lấy vợ về để chăm sóc cho mình chứ để mà mẹ nhá. Mẹ nghĩ lại sao ngày xưa nhá. Lúc con kể với mẹ là lão xa lão ấy bắt con dậy sớm nấu ăn rồi xong rồi mẹ mắng chẳng mắng lão rồi thôi. Mẹ bảo là con gái tôi nuôi nó tôi hầu nó tận miệng. Thế mà mày đi lấy chồng mà sao phải khổ thế? Thế thì đừng lấy cho xong. Mẹ nói thế còn gì? Gì mẹ quên à? Tự dưng lại so sánh thằng Sa với thằng Đức Anh. Bỉ phấn với cả Vôi. Vâng. Con của mẹ nó là ngọc là ngà. Thế còn người ta không phải là vàng bạc kim cương à? Con nè. Con may là không phải sống mẹ chồng như mẹ. Nhưng nói thật, ở với mẹ chắc tôi ly dị từ lâu rồi, chứ không phải bây giờ mới ly dị đâu. Uống ít thôi. Thì thằng Đức Anh nó cũng trách mẹ à? Không. Đời nào cục cưng của mẹ dám trách mẹ. Mà ấy, nó cũng có nói. Thế nếu mà bây giờ mà có một cái cỗ máy thời gian, nếu mà có thì em sẽ quay ngược lại thời gian, em gặp thằng Đức Anh em sẽ nói với nó là này, mày đừng có mà lờ đi, đừng có mà lờ việc mẹ với Hân đi. Mẹ phải phải làm sao? Chịu. Ôi, nó ngất rồi. Mà buồn cười cực nhá. Nghĩ đến cái mặt thằng ấy con buồn cười. Thằng ấy đúng thằng đần. Đúng là con trai mẹ. Nó tưởng tượng là Nobita. Thế xong rồi là có Doraemon, cỗ máy thời gian. Trời ơi, nghe là buồn cười ơi là buồn cười. Ôi giời ơi, cái thằng ấy nó tưởng tượng. Thế nhưng mà con nói thật, sao con thấy cái mặt thằng ấy nó cũng giống thằng Nobita ấy nhỉ? Nhiều lúc nó cứ ngu ngu á. Nói em thế. Mà con Hân thì cũng giống Suka phết ấy. Quá khứ ấy, thì bỏ qua đi vì không sửa được nữa. Thế nhưng mà chuyện của cái gì của tương lai ấy, thì mẹ phải thay đổi đi. Chứ không nhá, con nói cho mẹ biết nhá, thằng Đức Anh ấy mà nó lấy một cái con nào khác ấy thì chúng nó cũng chạy mất dép thôi. À, không cẩn thận nhá thì mẹ con không có cháu nội bé đâu. Đừng có đùa. Giờ cứ uống đi đã. Thank you.
Mẹ ơi, mẹ làm sao đấy? Mẹ khóc à? Thôi đừng khóc nữa nhá. Con xin lỗi. Chứ con nói lung tung ấy. Mồm này này. Con mồm này nói lung tung à. Lung tung lắm à. Mẹ không trách con đâu. Mẹ chỉ buồn cho cái bản thân của mẹ thôi. Con cũng thấy đấy, bố bận bịu với công việc suốt. Nếu có chút thời gian nào với mẹ thì chỉ là trao đổi chuyện gia đình, chứ mẹ có bao giờ nhận được sự quan tâm với tình cảm của bố đâu. Có các con thì mẹ lo cho các con. Chắc bởi Đức Anh nó sinh non thiếu tháng nên mẹ cũng lo. Mẹ chăm bẵm cho nó quá. Có thể vì thế mà mẹ nghiêm khắc với cái Hân hơn. Mẹ cũng muốn nó giống như mẹ. Thấy cái Hân nó ỉ vào Đức Anh, xong Đức Anh lại chiều chuộng, chăm sóc nó, mẹ cũng khó chịu. Mẹ cũng cần tình cảm mà. Mẹ cũng cần tình cảm mà. Có những lần mẹ ốm sốt, mẹ không nói thì cũng chẳng ai biết. Mẹ tự đi mua thuốc về uống, tự nấu cháo mà ăn. Thôi, mẹ đừng khóc nữa, thương mẹ thế. Ôi, con thương mẹ thế. Mẹ đừng khóc nữa. Thế là con không đi ở riêng nữa nha. Muốn ở nhà chăm mẹ được không? Nhá, mẹ đừng khóc nữa. Thôi mà. Chồng ơi, anh xong chưa? Ôi vơi vơi. Hey, Việt Nam mới có người đăng quang Miss Grand này. Ai đấy? Lần đầu tiên đấy. Đẹp nhở? Gì cơ? Còn lâu mới đẹp bằng vợ anh. Chuẩn bị xong chưa? Đi xong thôi. Rồi. Đi. Anh đặt vé chưa? Đặt rồi. Spider-Man đâu vậy không?
nói với mẹ cho đây. Sợ gì, nói rồi. Mà xuống vẫn phải nhắc thêm một lần nữa nhá. Mẹ mắng em đấy, được chưa ạ? Em muộn rồi. Đức Anh ơi, dậy chưa con? Con dậy rồi ạ. Có mệt không? Không. Có bị đau đầu không con? Con không sao. Xuống ăn sáng đi. Mẹ mua phở rồi đấy. Dạ vâng. Mẹ cất đồ vào trong tủ cho con nhé. Thôi, mẹ cứ để đấy. Tí con làm. Đây, đưa quần áo bẩn đây, để giặt thế nào. Ôi, để tí con giặt được mà. Con trai mà giặt rũ cái gì. Sao con trai không giặt được ạ? À? Mẹ thì... ơi, con năm nay gần 30 tuổi rồi. Bây giờ mấy cái việc này không tự làm thì đến bao giờ nữa. Mì vằn thắn hàng chiếu đấy nhá. Phải ăn bằng sạch đấy. Ngày hôm nay tao cho phép mày nghỉ dưỡng sức. Yêu mày. Xin cái ảnh đi. Nào nào, không chụp. Ok. Không đùa, không chụp nhá, không chụp. Đùa xin cái ảnh làm hình nền điện thoại cái. Nào, không thích chụp nhá. Nào, không đùa. Nào, đang đẹp. Ok, không chụp. Quay mặt tôi đây. Đã bảo không chụp. Không đùa nhá, đây không thích chụp ảnh. Nhất là trong lúc xấu xí như này không, đừng có chụp. Đừng. Kiểu chân dung nào chưa? Sao không tạo dáng luôn từ đầu đi. Ai chụp lại. Lấy đạo cụ à? Lấy đạo cụ nhanh lên. Nghiêng nghiêng cái mặt ra đây. Rồi, đẹp. Anh xin lỗi. Anh không ngờ là mình lại vô tâm như thế. Mình xì xóa được không? Xì xóa mọi chuyện cũ. Cho anh cơ hội sửa sai nhá. Anh hứa từ giờ anh sẽ khác. Anh sẽ không làm em phải buồn nữa. Tha lỗi cho anh nhá.
giọt buồn đã ướt khóe môi. Khi đêm dường như đang kéo dài, cơn mưa đến xua tan bình yên, lòng ta khao khát bên em. Ngày tháng đã qua và nỗi nhớ thiết tha siết cánh tay rồi nghe đôi mắt cay, những ước mơ đưa mình sát lại qua hết đêm mong chờ ban mai. Tình yêu lớn lên vườn cành đâm chồi, nào nắm lấy tay anh này em hỡi.